Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người chương trình AirDrop nhận top 0.05 top cần EFE. Một top cần này đã list trên sàn Vindas nha các bạn. Và list trên sàn Uniswap và Chain nha các bạn. Mà giờ mình có thông báo cho tất cả các bạn, chương trình AirDrop này nó sẽ kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 1. Chương trình AirDrop này sẽ phân phối vào ngày 10 tháng 1 năm 2021 nha tất cả các bạn. Đây thì mình làm đây là dự án thôi các bạn ơi. Để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, mình bấm nút start. Chatbot mà con này giao 2 nha tất cả anh em. Tất cả các bạn bấm vào continue nè. Rồi các bạn đi cấp trang các bạn. Vì mình cố gắng ship nhiều dự án lên cho tất cả các bạn để kiếm những cái cơ hội nhận những cái đồng coin nó nhiều hơn các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cũng đi sàn Uniswap nè và Decoy Exchange nè. Rồi các bạn cũng join vào kênh group kênh trailer nha các bạn, cũng như thường lệ thôi. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn mới up lên nha các bạn. Rồi join tiếp kênh trailer nữa nè. Các bạn mới up lên các bạn. Rồi các bạn follow theo world request share min bot nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Các bạn cũng đừng có giỏi nha các bạn, làm ai đó không có gì liền đâu các bạn ơi. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Giờ các bạn tự quyết lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn cũng subscribe kênh YouTube của nó luôn nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Tiếp sản Vindas nữa. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn list chain. Rồi các bạn join kênh group bên seller tiếp tục. Đây các bạn kiểm tra nữa thôi. Rồi các bạn kiểm tra xong các bạn bấm done nha các bạn. Rồi các bạn bấm done tiếp nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ là username theo world của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn mở trang trader của mình ra, các bạn ghi vào MMO của anh thì làm cái góp các bạn gánh gọi các bạn làm thôi, còn không gánh thôi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi các bạn gửi là cái đường link bờ profile YouTube của mình nha các bạn, thì các bạn cũng mở cái trang YouTube của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè, các bạn nhấp vào đồ người nè, các bạn nhấp vào chia sẻ nè các bạn, các bạn sao chép liên kết nè. Đây thì mình có nói trước với tất cả các bạn, đây là một dự án nha tất cả các bạn, chứ không phải là một cái trang kiếm tiền như là kiếm thẻ cào này nè. Hồi bạn chưa tiền liền không có đâu nha tất cả các bạn. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. The YouTube format. Rồi các bạn gỡ kênh YouTube các bạn bấm done tiếp nha tất cả các bạn. Rồi các bạn gỡ vào địa chỉ với ERC20 với chocolate, mail chocolate nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ với vào các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Cái địa chỉ với ETH của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 0.05 tập cần GGFI nha tất cả anh em. Các bạn Balenci 6 hồi. Rồi vậy video đến đây mình cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn chào đã xem video của mình. Và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.